Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài vô cùng quan trọng. Vì thời gian qua mình đã được nhận rất nhiều những cái bài trên cái nhóm mà mình đào tạo online, những các bạn mà đã làm nghề hoặc là mới bắt đầu học nghề nhưng các bạn chưa được đi học ở một học viện bài bản nào đấy và các bạn tự học đó, hoặc là các bạn chỉ mới học sơ thôi, thì hầu như các bạn đang đánh hạt sai lỗi rất là nhiều. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay mình sẽ nói tập trung về những lỗi mà các bạn hay mắc phải. Bởi vì cái bài đánh hạt, ghim hạt này rất là quan trọng. Vì các bạn ghim, nếu như các bạn đánh không đúng thì sẽ rất dễ dẫn tới những cái lỗi sai. Ví dụ như bị bệt màu này, bị tổn thương vùng da của khách hàng sẽ đau và sau bong màu nó sẽ không đúng màu này, sẽ bị trổ xanh, trổ đỏ hoặc là bị lỗi, bị sẹo. Đó, rất là nhiều vấn đề khi mắc phải nếu như các bạn full sai kỹ thuật rồi nhé. Vậy thì các bạn hãy đón chờ cái bài này tiếp theo rồi nhé. Rồi, các bạn hãy chuẩn bị máy cho mình nhé. Mình nghĩ rằng nếu như các bạn học cách ghim hạt thì chúng ta nên lựa chọn nên sử dụng máy thần thánh thì nó sẽ đi hạt to hơn. Còn nếu như bạn nào đang sử dụng máy phổ thông cũng được nha. Tuy nhiên máy phổ thông thì hạt nó sẽ nhỏ và mịn hơn, chỉ khác nhau vậy thôi. Chứ còn máy nào cũng có thể học cách phun được, chuẩn miễn là các bạn cầm máy đúng nhá. Và máy này, nếu như bạn nào đang sở hữu máy này thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy này nhé. Khi các bạn ấn máy lên, chúng ta sẽ để chế độ khoảng tầm 3 đến 4 năm nếu như mà tay các bạn cảm thấy là không bị rung quá. Còn nếu mà rung quá các bạn có thể để 3-4 cũng ok. Và các bạn sẽ chỉnh kim ở phần này. Nếu như các bạn thấy ngắn quá, chúng ta sẽ xoáy sang phía bên tay trái của mình để cho nó dài ra. Và các bạn sẽ để ở mức khoảng 2.1.5 đến 2 chấm nhé. Chiều dài của kim khoảng 1.5 đến 2 chấm để khi mà chúng ta lắc ghim hạt nó sẽ không bị chạm vào cái ngòi. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cầm máy đúng tư thế. Thì cũng giống như cái bài bút chì hôm trước là mình đã hướng dẫn các bạn cách cầm bút chì rồi. Áp dụng cái cách cầm bút chì, chúng ta sẽ cầm vào máy nhé. Mọi người cùng nhìn. Cầm vào máy này nó sẽ rất là thích. Cầm nó thích hơn là cầm bút chì, bởi bút chì nó hơi bé. Đó, chúng ta sẽ cầm đúng vuông góc với bề mặt của da. Vuông góc. Rồi. Có thể là chúng ta hơi ngả cái máy một chút xíu cũng được. Không cần quá phải đứng thẳng, mức thẳng như thế này. Hơi ngả một chút xíu xíu cũng được. Bởi vì là trên bề mặt lông mày nó sẽ có cái phần bụng dưới, thân dưới của lông mày nó sẽ hơi nghiêng cái vùng da. Mình sẽ hơi nghiêng máy một chút xíu, cái phần đầu dưới hơi nghiêng một chút xíu cũng được nha. Và chúng ta sẽ sử dụng mực họng. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghim hạt như sau. Không biết các bạn còn nhớ bài bút chì hay không. Nếu như mà các bạn không nhớ có thể xem lại bài hôm trước nha. Rồi, cách lắc ghim hạt mọi người lưu ý này. Mình sẽ nói những cái đúng và cái sai ở đây khi các bạn mắc phải nhé. Bài này cực kỳ quan trọng cho nên các bạn hãy lưu ý chúng ta xem thật kỹ nha. Khi các bạn lắc đúng, tức là các hạt nó sẽ tơi. Các bạn cùng nhìn này. Chúng ta lắc hạt. Nhìn hạt nó sẽ rất là to, tròn và nó tơi hạt. Đó, nó tơi hạt. Và những cái hạt to đậm nó sẽ nằm ở phần giữa, còn những hạt nhỏ nó tơi ra hai phần đầu lông mày, hai phần đầu. Đó, các bạn cùng nhìn, mình sẽ đánh chậm nhé để cho mọi người nhìn này. Các bạn lưu ý nhé, nếu như các bạn đang đi như thế này, các bạn đặt mũi kim xuống mà các bạn đã tiến hành các bạn đi luôn. Đó, các bạn nhấp kim rất là thấp, đây là một lỗi, đó là nhấp kim thấp. Thì khi các bạn đi nó sẽ bị dồn phần đầu. Đó, dồn hai đầu, và nếu như các bạn đi như này nó sẽ có hiện tượng khúc mía. Đây gọi là tô nhé mọi người nhé. Đó, các bạn nhìn này, cái đường kim hất lên nó rất là thấp này. Đã vội bập xuống này. Đó, đường kim hất lên thấp và bập xuống. Cho chị xin kiếm một mới này. Đó, nó bị dồn hết phần đầu như thế này. Đây là kỹ thuật sai. Tiếp theo, một kỹ thuật sai nữa. Đó là các bạn đi bổ kim. Tức là như này. Đó, bị bổ cái phần đầu xuống như này. Các bạn bổ, cái phần đầu các bạn bổ thành cái hạt nó rất là đậm. Và nó dồn đậm ở cái phần đầu. Rất là mạnh luôn ấy. Rất là mạnh ở cái phần đầu như thế này thì khách hàng sẽ rất là đau. Và nó cũng dễ bị dồn đọng mực. Đó, cái nhát bổ xuống nó rất là mạnh luôn. Và khách hàng cảm giác sẽ rất là khó chịu nếu như các bạn đi kỹ thuật này nha.
Tiếp theo nữa đó là đi quá dài tay. Này, như bạn đi như này cũng là sai. Quá ngắn tay như này. Đó. Rồi, vậy thì kỹ thuật đúng là gì? Các bạn lưu ý nhé. Khi mà chúng ta lắc thì cái kim của các bạn sẽ phải hất lên khỏi bề mặt da. Hất lên này, các bạn nhìn kỹ này, chúng ta hất cao lên này. Và đập xuống phải là đập nhẹ này. Đó, mình sẽ hất thử một chiều, các bạn nhìn này. Cái hạt đầu tiên chúng ta phải thật nhẹ thôi. Và tất cả các số hạt nó sẽ tơi ra, khoảng cách giữa các hạt nó sẽ khoảng 2 mm. Khoảng cách giữa các hạt khoảng 2 mm nha. Và thật là đều. Đó, nó sẽ không có hiện tượng bị dồn đầu. Các bạn nhìn này, hất lên này, đập xuống này, hất lên này, hất lên này, phía này này, đập xuống này. Chúng ta sẽ lắc toàn bộ cái thân máy nhá. Khi mà chúng ta hất về phía chiều này, kim lên thì cái máy của chúng ta sẽ hướng về phía mình, về người mình ấy, nó đập xuống. Rồi khi mà hất ngược lại thì cái mũi kim hướng về lòng mình thì cái thân máy nó sẽ hướng ngược lại. Đó. Thì toàn bộ cái thân máy nó sẽ lắc. Toàn bộ thân máy lắc thì các bạn mới lắc chuẩn được. Và tơi hạt ra. Đánh thật tơi hạt nhá. Không có hiện tượng bị dồn đầu dồn cuối. Hạt phải tròn. Mọi người lưu ý hạt phải tròn. Hạn chế những cái đường hạt dài miết. Những hạt dài miết sát vào. Nhiều bạn đi những cái hạt nó rất là sát. Và có những bạn đi những cái hạt nó bị kéo dài ấy. Cái hạt bị kéo dài thì ra là mình hơi khó có diễn tả cái hạt kéo dài, cách đánh của các bạn hạt kéo dài. Nhưng mà khi nhiều bạn đi mình nhận thấy là cái hạt các bạn đi ấy, nó sẽ có một cái đường đuôi vệt dài ra bên cạnh. Nó cứ đuôi vệt dài ra. Đó, bạn nào mà đi kiểu miết như vậy, thường những cái máy phổ thông thì nó hay bị như vậy. Đó, nó cái đường vệt dài nó rất dễ bị bệt màu. Đó. Rồi các bạn nhìn lại một lần nữa nhé. Sau đó mình sẽ lắc vào dán cho mọi người. Nhìn đó, chúng ta sẽ sử dụng lực ngón tay. Hai cái ngón tay này chúng ta sẽ kẹp chặt máy. Ngón cái chúng ta sẽ giữ chặt thân máy và không dùng lực ngón cái. Không dùng đến lực ngón cái nhé. Ngón cái chỉ giữ cái máy thôi. Và chúng ta điều khiển toàn bộ bằng cụm cổ tay và hai ngón tay. Lắc máy. Và quan trọng nhất các bạn hãy nghe. Nghe tiếng máy, tiếng hạt mực rơi xuống. Mắt chúng ta nhìn vào hạt nhưng mà tai mình phải nghe. Tiếng hạt rơi xuống nó phải thật giòn và đều. Hãy để ý nghe tiếng nhé. Chứ nếu mà các bạn đánh như này này. Nhiều học viên đánh mà mình ngồi sát cạnh mà mình không nghe thì các bạn đánh cái gì luôn ấy. Các bạn đánh như sợ da đau ấy. Đó, các bạn đánh như này này. Không bao giờ chúng ta ghi được hạt mà các bạn sẽ bị đánh giống như phủ bụi. Hay chúng ta cứ đi hợt ở trên lớp biểu bì thì hạt mực nó sẽ không bao giờ ghi được vào lớp trung bì. Đó, cứ như thế này này. Hạt mực sẽ không bao giờ ghi được vào lớp trung bì. Thì các bạn đi nó rất dễ bị bệt màu vì chúng ta đi quá nhiều lớp. Vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong những lỗi mà hay mắc phải của các bạn trong cái bài mà lắc chuông ghim hạt mọi người nhé. Thì các bạn hãy xem, các bạn hãy đánh lại trên nhà giả xem mình đang mắc phải lỗi nào để chúng ta cùng sửa và đánh như thế nào mới đúng. Nếu như mà các bạn cảm thấy mình còn lắc chưa được thì các bạn có thể quay video hoặc chụp lại những cái hình ảnh mà các bạn làm được và inbox comment xuống phía dưới thì mình sẽ có bộ phận hỗ trợ tư vấn cho các bạn cách đi đúng như mọi người nhé. Và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những bài học, đừng bỏ lỡ những bài học tiếp theo rất là quan trọng. Giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.